Henry xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Xin mến chúc quý cô bác, anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Henry đang có mặt trên đường Lê Văn Duyệt đây, ngay chỗ quận Bình Thạnh ha. Ở đây thì gia đình chúng ta thấy là khu vực này thì khá là sầm uất. Ở đây thì có cả bệnh viện Bình Thạnh cũng đặt ở khu vực này, cho nên là nhìn thấy đây là giáp ranh với quận Nhất nữa. Gia đình chúng ta thấy là qua chỗ cầu Bông thôi là đã là qua quận Nhất rồi, cho nên là khu vực này mình thấy là sầm uất vô cùng luôn. Đây thì mình thấy là cũng một cái tòa nhà rất là lớn ha, tòa nhà rất là lớn này đó, mình thấy đó cũng gọi là để là cho thuê rồi đó. Thì kinh doanh bây giờ thì khó khăn vô cùng ha. Những cái mà mặt bằng lớn, mặt bằng sáu bảnh ngày xưa là ngon lành cành đào luôn, còn bây giờ thì coi như là kinh doanh gọi là eo xèo đủ kiểu luôn. Mình thấy rất là buồn cho những cái hoàn cảnh kinh tế bây giờ như là khó khăn trăm bề ha. Đó thì mình thấy đó, gần như luôn là tất cả các mặt bằng lớn bây giờ coi như là chịu trận hết, cho thuê thì rất là khó khăn, tại vì cái giá trị nó thuê lớn quá, còn là những cái tiền trăm triệu, tiền tỷ không à. Nhưng mà bây giờ thời điểm của kinh tế này thực sự mà nói luôn á, mặt bằng cho mượn, cho mặt bằng bằng không á, mà làm ăn kinh còn khó mà có lãi nữa, nói chi mà mặt bằng cho thuê trăm triệu thì coi như là nếu mà đầu tư vào thì khác nào là đem tiền ném qua cửa sổ rồi, đem muối bỏ bể rồi, không thể nào mà thu hồi lại nổi. Cho nên là nhiều chỗ luôn người ta cũng phải là rút, như thế giới di động mình thấy đó, những cái mặt tiền lớn người ta đóng cửa dần hết rồi, đó là rút thâu mình lại, chuyển sang Bách Hóa Xanh, rồi chuyển sang hệ thống nhà thuốc An Khang, kinh doanh coi như là đa chiều lên, đa dạng lên để làm sao mà giảm lỗ thật là nhiều. Đó thì bên tay trái gia đình chúng ta đây là bệnh viện Bình Thạnh ha. Khu vực này cũng khá là đông, rất là sầm uất. Đây thì bệnh viện Bình Thạnh thì khám chủ yếu là bảo hiểm y tế rất là nhiều, và khám bệnh dịch vụ cho các công ty tập đoàn đó, người ta khám sức khỏe định kỳ thì qua đây. Đó thì ngay chỗ đây thì buổi sáng thì thấy cũng lưa thưa, tình hình thì không đông lắm ha. Ngay chỗ bệnh viện Bình Thạnh đây thấy này. Đó thì cũng leo hoa lưa thưa như thế này. Đó thì bên đây thì có một cái trường nữa, trung học phổ thông Võ Thị Sáu đó, ha. Đó, sáng thì học sinh cũng khá là đông rồi, thấy đó. Tình hình kinh doanh thì ở đây thì sáng các chị bán đồ mà một tô một ly á, mình thấy thôi ha, bún xào chay nè, nuôi đồ nè, đó thì cho học sinh ăn, ở đây bún súp cua rồi đầy đủ luôn. Nhưng mà tình hình thì vẫn là phải là chịu trận, lý do là bây giờ thì kinh tế khó khăn rồi, cho nên là ai cũng thắt lưng buộc bụng hết, kể cả các em nữa. Bây giờ đi học nhiều khi cũng không có nhiều tiền như lúc trước, lý do là sao mà không có nhiều tiền. Lúc trước thì ba mẹ đều đi làm hết, cho nên là tài chính hàng tháng dư giả ngon lành cành đào. Còn bây giờ nhiều khi là ba hoặc mẹ thì bây giờ kinh tế khó khăn, có thể là có một trong hai người thì cũng đang thất nghiệp và tìm không ra việc làm. Cho nên là bây giờ là thứ nhất là về việc làm thì khó khăn, thứ hai là thủ, tình hình là phải thủ thôi, thì khó khăn quá không thủ thì chịu không nổi. Đó thì bắt buộc phải thủ thì mình thấy đó, đâu có tiền nhiều đâu. Đây là cho thuê mặt bằng nữa, thấy như cái bảng như thế này đây, mặt bằng đây cũng rất là đẹp ha. Như khu vực này trước mặt gia đình chúng ta, cây cầu phía trước đó, khoảng 100 mét đó là cầu Kiệu rồi, cái cầu Bông. Cầu Bông thì khu vực này vừa bước qua cây cầu là quận Nhất rồi, rất là đẹp luôn ha. Vị trí này thì ngon lành cành đào, nhưng mà nhìn tình hình của bà con thấy rất là ảm đạm luôn, kinh doanh buôn bán gọi là lây lất thôi, lây lất qua ngày thôi chứ giờ cũng không biết làm sao nữa. Đó, đây thì thấy các chú bán hàng thì bánh mì gì nè, rồi cà phê, leo hoa, bún bò bò kho rồi đó, mình thấy nhất là những cái quán mà bún bò bò kho rồi là te tua tơi tả rồi. Bây giờ là khó khăn, gọi là khó khăn đủ kiểu luôn, cho nên là người ta chỉ ăn dạo ngoài đường thôi. Còn những cái quán mà quán phở, quán bún bò, rồi mấy quán hủ tiếu dê rồi gần như là gọi là phá sản hết, kinh doanh là trụ không nổi. Dần dần thời gian thì dẫn đến cái sự mà trả mặt bằng hết đó, mình thấy khó khăn không, trả mặt bằng hết là coi như là thua rồi, làm sao mà kinh doanh nổi nữa. Khi mà tình hình bây giờ thì ai cũng hạn chế chi tiêu,
một cái căn nhà lô gốc rất là đẹp này. Mình thấy là cho thuê nhà nguyên căn chính chủ luôn ha. Đó thì nhìn rất là buồn luôn ha, ngay chỗ câu lạc bộ thể hình luôn nè, tập gym luôn đó. Thì ngay chỗ vị trí này ngon lành, phải nói là một vị trí đẹp, nhưng mà bây giờ thì cũng chịu trận rồi. Còn đây là bán hàng coi là ngoài lề đường là nhiều, như là bán hàng ăn uống, người ta không dám vào mà những cái cửa tiệm gọi quán đi người ta mua nữa, mà người ta mua toàn là những cái đồ gọi xe đẩy ngoài đường thôi. Lý do là gia đình mình cũng thừa hiểu tại sao như thế rồi, và tại sao lại có nhiều cái gọi là hàng quán mà thuê nguyên nhà nguyên căn thuê mặt bằng đó, thì bây giờ là chủ nổi bỏ chạy đó, thì giảm chi phí tất cả hết. Gần như là nhìn những cái người bán như thế này thì mình cũng hiểu được là cái người mua bây giờ người ta cũng khó khăn như thế nào, người ta mới mua như vậy. Đây thấy bên đường đó, một cái tòa nhà khủng khiếp cả chục tầng luôn ha, đó thì cũng cho thuê luôn, te tua tơi tả bớt xì lết. Thật sự mà nói thì thấy rất là buồn những cái hoàn cảnh mà kinh doanh kiểu này, thì không biết là trụ được bao lâu nữa đó. Thì riết rồi đi vào Sài Gòn mà toàn là thấy là bán hàng rong không à, kể cả những cái ăn uống những cái gì nữa, còn những cái cơ sở mà kinh doanh buôn bán ấy, thì gần như là trụ không nổi, phá sản hết. Mình thấy là te tua ha, một cái điều rất là te tua luôn đó. Dầu biết là bán hàng rong thì nắng nôi rồi mất vệ sinh đủ kiểu luôn, nhưng mà tại sao người ta vẫn chọn mua hàng rong mà người ta không vào quán người ta mua? Tại vì thật sự mà nói cái kinh tế nó bị suy thoái toàn cầu rồi, tình hình chung nên ai cũng khó khăn hết trơn rồi. Bây giờ là đâu phải cuộc sống là chỉ có riêng ta đâu, cuộc sống là còn có gia đình vợ con bên nội bên ngoại nữa. Đâu phải là Tôn Ngộ Không đâu, đâu phải là Thề Thiên Đại Thánh đâu mà ở trong cái hòn đá mà sinh ra chúng ta cũng được ba mẹ sinh ra nuôi lớn rồi cho ăn học đồ đủ kiểu để lên Sài Gòn này lập nghiệp, đúng không? Rồi khi mà chúng ta lớn rồi thì cha mẹ già rồi, chẳng lẽ là chúng ta lớn rồi chúng ta có vợ có con rồi lo cho vợ con mình mà quên rồi mình từ đâu sinh ra? Ba mẹ mình đã gọi là cả đời vun đắp cho mình rồi để cho mình có được như ngày hôm nay, thì bây giờ ba mẹ già rồi coi như là hồi trẻ làm nhiều vun đắp để lo cho con hết, giờ già yếu rồi làm không nổi không ra tiền nữa thì con nó ngó lơ luôn. Thì như vậy thì mình sống như vậy thì làm sao mà sống được? Cho nên là gia đình chúng ta thấy đó cũng là một cái gánh nặng ha, một cái gánh nặng. Nhưng mà một cái điều rất là tuyệt vời là chúng ta phải biết mình từ đâu đến đó. Thì làm sao mà nhiều anh chị đó cứ nói một cái câu cửa miệng thôi, cứ có hiếu đi trời thương vậy thôi, chứ giờ biết sao giờ, khổ thì khổ, sướng thì sướng, nhưng mà gia đình mình là phải có trách nhiệm chăm lo, thế mà cố gắng thôi, cố gắng nhiều hơn nữa. Ở đây thì Duy đang rẽ vào đường Trần Quang Khải đây, quận nhất rồi, qua khỏi cái cầu Bông thì gia đình chúng ta thấy là từ quận Bình Thạnh tiến vào quận nhất. Nhưng mà quận nhất thì bây giờ thấy cũng gọi là không có hơn gì đâu, nó cũng gọi là bớt nè, eo xèo te tua luôn. Bán diều, bây giờ bán diều không biết là thả ở đâu nữa. Mùa này ha, bán diều đây, thấy đó, bán diều mà không biết là bây giờ thả ở đâu và đi đâu nữa. Đây thì đi sẽ rẽ vào một cái con hẻm ở đây, con hẻm ở đây để ra đường Hoàng Sa ha, Hoàng Sa và Trường Sa, một cái khu vực gọi là rất là nổi tiếng đây, mà bây giờ thì coi như là cũng eo xèo đủ kiểu rồi đó. Thì để đi sẽ rẽ vào đây cho gia đình chúng ta thấy là cuộc sống kinh doanh của bà con ngay chỗ khu vực đường Hoàng Sa, Trường Sa hiện tại thì nó sẽ như thế nào ha. Đây ngay chỗ bờ sông rất là mát luôn ha, nhìn đâu mà thấy cảnh là có bờ sông là thấy khoái rồi, khoái dữ luôn, quá trời luôn. Ở đây thì thấy hàng quán bán quá trời luôn, cơm đồ coi như là đầy ở trên, cơm gà xối mỡ bánh mì rồi đủ kiểu luôn. Nhưng mà nhìn lại gia đình chúng ta mới thấy toàn là bán gọi là bán lèo tèo không ạ. Đó thì những cái hàng quán lớn không biết bây giờ đi đâu mất tiêu hết trơn rồi, coi như là phá sản trụ không nổi, kinh tế khó khăn quá. Giờ mà vô quán ăn một tô là 40.000, 50.000, 60.000 là ta cũng ngại, coi là tiết kiệm. Thay vì ngoài đường thì 15-20k thôi thì cũng ăn được ổ bánh mì, ăn được hộp xôi đó, thì cũng gọi là lây lất qua ngày được. Cho nên là hạn chế, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó, chứ giờ không biết làm sao giờ.
Đây quán cà phê thì thấy buổi sáng chỗ này quán cà phê cũng đông ha. Ngay dưới chân cầu Vông đây. Đó, thì cả nhà mình thấy đó. Một bên là quận Nhất, bên kia sông là quận Bình Thạnh ha. À, hai bên luôn. Đó. Ở đây thì phải nói là tuyệt vời. Ở đây thì sáng mình thấy đó, những cái dòng sông này thì rất là mát luôn. Nhà mà ở cạnh những dòng sông này cực mát rồi. Ngày xưa rất là sung. Ở đây là đi chỗ nào cũng thấy hết trơn là quán nhậu nè, rồi thêm cái nữa là quán cà phê, rồi quán ăn đầy luôn. Còn bây giờ mình thấy là nhìn nó não nề luôn đúng không? Nhìn cuộc sống rất là khó khăn, kinh doanh của bà con chỗ này thì không biết như thế nào, gọi là được buồn, buồn dữ luôn chứ không phải buồn bình thường. Đây, có quán cà phê mà sáng thì thấy có một khách một ngồi luôn nè, thấy rất là khó khăn ha. Còn nhìn qua bên đường đây, để đi sẽ nhìn qua bên đường. Đó, bên đường thì bên bờ sông bên kia thì thấy cụm cửa đóng then cài rất là nhiều. Tình hình không có khá gì hơn mấy hết trơn. Khó khăn trăm bề luôn. Đó, nhìn mới thấy được là bây giờ là xe tua tơi tả ha. Bớt xe lết hết trơn rồi. Không biết như thế nào nữa. Quán nhậu thì bây giờ thứ nhất là do tình hình kinh tế gọi là khó khăn. Cho nên là thắt lưng buộc bụng. Người ta cũng hạn chế đi ăn chơi, ăn nhậu rất là nhiều. Thứ hai nữa thì thêm cái nữa thì giờ là nồng độ bồng cồn bằng không khi lấy xe thì bắt buộc là các anh là giờ đi nhậu cũng ngại nữa. Đã kinh tế khó khăn rồi, hạn chế đi nhậu rồi, mà đi nhậu mà bị phạt một cái nữa thì 7 triệu đồng, rồi bị giam xe, rồi gọi là bị tước bằng lái nữa, rồi đủ kiểu luôn. Rồi cho nên là hậu quả mà bữa ăn nhậu nó rất là nặng đó. Thay vì bây giờ thì thôi, tình hình kinh tế khó khăn quá rồi, hạn chế được cái nào hay cái đó, cho nên là giảm luôn ha, giảm cái việc ăn nhậu lại luôn. Thấy đó, những cái hàng quán bây giờ thì coi như là nhiều khi á, những cái anh em mà YouTuber đưa lên đó, thấy là chạy đi vòng vòng thì quán còn là trống trơn luôn, ngồi gọi là chờ qua ngày hết trơn rồi. Thấy là không có thấy gì gọi là khả thi hết trơn, rất là buồn luôn ha. Tình hình coi như là xe tua tơi tả hết rồi, hoa lá cành rất là buồn nè. Những quán cơm đồ đây thấy là bánh ướt rồi nè. Đây là toàn là ga Quận Nhất mà toàn là thấy bán đồ ăn giặt không à. Thấy không, rất là buồn cho những cái hoàn cảnh như thế này. Đâu có ai ngờ đâu, Quận Nhất mà lại như thế này. Ra tới Quận Nhất là tưởng đâu là những cái nhà hàng quán ăn đồ sang chảnh sáu bảnh ha. Toàn là thấy là đồ ăn giặt rất là nhiều, cũng rất là buồn luôn. Ăn giặt mà không phải là 15k, 20k không à. Đó thì mình thấy sáng đó 15, 12k, 11k luôn nè. Đó, bánh mì nè, xôi nè, rau má, nước ép thì cũng vậy hết trơn. Ra Quận Nhất và tưởng đâu là những cái nhà hàng sang trọng, ra Quận Nhất thì mình mới thấy được đây, nhà hàng quan trọng, sang trọng đâu cũng thấy. Mà thấy toàn là cái gì, những cái gọi là hàng quán ăn ha. Quán ăn gọi là lề đường, vỉa hè không à. Mình thấy đó. Bây giờ là nhìn như vậy mình mới thấy Quận Nhất bây giờ là te tua tơi tả như thế nào luôn. Đó thì ngày xưa thì làm vì có chuyện mà quán ăn vỉa hè ai mà thèm ăn, 15-20k ai mà thèm ăn, nó phải vô quán phở đồ 50-70 ngàn đồ một tô thì mới ăn. Đó, chứ còn những cái mà leo trèo ngoài đường là chắc chắn là bán không được, không có vé dự ở Quận Nhất. Còn bây giờ Quận Nhất mình thấy đó, như quán hủ tiếu khô đứa nó quen rồi, nhưng quán lớn thì nó vắng tẻo tèo teo luôn. Mình thấy đó, khó khăn trồng chất khó khăn luôn, biết bao nhiêu cái luôn để mình nhìn được là bây giờ là cuộc sống của bà con khó khăn như thế nào. Đây thì sẽ ra chỗ cái vòng xoay ha, chỗ cầu Điện Biên Phủ đây. Đây thì khu vực này rất là đẹp rồi đó, sáng thì nhìn cũng gọi là lèo tèo lết tết đó. Nhìn gọi là eo xèo luôn ha. Đó, những cái quán ăn rồi nè, những cái quán cà phê nè, vách mắt lô nồ rồi nè, coi như là vắng tẻo rồi teo luôn. Ngày xưa thì nườm nượp người vào, còn bây giờ thì gần như luôn. Những cái nào mà tốn tiền nhiều thì người ta chạy hết, toàn là hàng gọi là ăn tạm vặn vặt thôi, lên hương. Kinh tế khó khăn mà, ai cũng thủ á. Có thể là họ vẫn có tiền đó chứ không phải không có tiền đâu. Nhưng mà người ta nói là khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Hôm nay như vậy rồi biết ngày mai sẽ ra sao, cho nên là cố gắng ha, hạn chế lúc nào hay lúc đó. Đây thì không biết có đoàn cán bộ nào đi ngang ha, đây là quá trời luôn nè.
đó, cảnh sát giao thông rồi quá trời luôn. Đây, đây không biết là cái gì, HTV đầu đi theo rất là nhiều đây nè, đài truyền hình rồi ha, quá trời luôn rồi. Ở đây thì thấy là diễu hành thì đúng hơn, đó là một cái đoàn diễu hành ha. Một đoàn mô tô diễu hành. Không biết là chương trình gì mà thấy là có mặc áo là đài truyền hình HTV ha. Một cái lượng xe chạy rất là đông, lượng xe mô tô, nhưng mà thấy là chạy cũng rất là nhốn nháo thôi. Đặng ai nấy chạy, cũng chả gọi là biểu diễn hay là một cái gì đó gọi là có hàng, có lối ha. Nhìn thấy một cái độ chuyên nghiệp. Còn đây thì vẫn là cái đoàn mô tô rần rần rộ rộ của cảnh sát giao thông dẫn đường. Nhưng mà mình thấy là các anh chạy sao mà lộn sàn ngầu hết trơn. Không có thấy gì gọi là nét đẹp của biểu diễn. Diễu hành thì cũng phải... chạy theo đoàn và có hàng có lối rồi nhìn đẹp. Còn anh chạy chỗ này thì thôi cũng thua. Em nhìn thì thấy nó cũng khá là bình thường. Đó thì đây là ngay chỗ cái cầu, cầu Điện Biên Phủ đây. Gia đình chúng ta thấy là khu vực này ha. Chạy thẳng ra luôn thì gia đình chúng ta sẽ ra ngã tư Hàng Xanh rồi ra quốc lộ 1A. Đó thì về miền Đông, miền Tây ha, đi muôn phương luôn khi mà ra quốc lộ 1A rồi. Đó thì coi như là clip em đi cũng đã cập nhật một tình hình xung quanh ở đây để gia đình chúng ta thấy cuộc sống của bà con hiện tại thì như thế nào rồi. Clip em đi cũng xin tạm dừng. Em đi cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.